Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở tiết 1 của cái bài 27 đúng không nào? Thì trong học clip hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp các bài còn lại ở trong cái bài 27 này. Như vậy thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn em ở bài 27.4 cho tới bài 27.8. Và thầy nói luôn là bạn nào có điều kiện thì đăng ký vào cái khóa học này, còn bạn nào không có điều kiện thì thôi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 27.4. Thì ở đây á, để điều chế một cái lượng lớn oxy trong công nghiệp thì người ta dùng phương pháp nào và bằng những nguyên liệu gì? Thì để mà điều chế khí oxy với cái lượng lớn á, thì chúng ta bắt buộc phải điện phân nước các em ạ. Còn nếu như mà làm ở trong điều kiện thí nghiệm thì chúng ta sẽ sử dụng các cái nguyên liệu, ví dụ như là thuốc tím KMnO4 hoặc là kali clorat KClNO3 hoặc là kali nitrat. Nhưng mà nếu như mà chúng ta thu số lượng lớn mà chúng ta sử dụng những nguyên liệu đó thì rất là đắt tiền và nó rất là tốn thời gian, đúng không nào? Còn ở đây người ta sự thu cái khí oxy với số lượng lớn thì người ta sẽ sử dụng nước, điện phân nước các em nhé. Ta có bài 27.4. Ok, chúng ta sẽ tại vì cái sách nó cứ nó gập gập nên hơi khó ghi nè các em. Chúng ta ghi thầy là để điều chế một lượng lớn oxy trong công nghiệp người ta dùng những phương pháp nào, thì chúng ta trả lời giùm thầy là người ta thường dùng cái phương pháp giống như lúc nãy thầy nói là gì, điện phân nước, hoặc là cái phương pháp thứ hai người ta cũng rất là hay áp dụng nhưng mà nó không ứng dụng bằng cái phương pháp điện phân nước, đó chính là hóa lỏng không khí nha các em nhé. Ở cái nhiệt độ đó chính là âm 196 độ C nha. Rồi cho bay hơi trở lại. Đó. Như vậy thì cái nguồn nguyên liệu mà để tìm đó chính là nước và không khí nha. Cái nguồn nguyên liệu phong phú và rẻ tiền đó chính là gì, nước. Nước thì rất là nhiều đúng không, và trên trái đất chúng ta là rất là nhiều, và không khí thì ở đây chúng ta có thể ghi tại cái phương trình điện phân nước tạo thành khí oxy cộng hydro. Đó. Xong bài 27.4 được chưa nào? Ok. Chúng ta bỏ ra 200.000 để chúng ta mua cái khóa học một học kỳ 2 này, thầy nghĩ nó không có tốn kém nhiều lắm đâu mà nó cũng rất là rẻ em ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 27.5 nhé. Rồi, chúng ta đi sang bài 27.5. Bài này hơi khó, nó để là bài sau. Lấy cùng một lượng, một lượng nghĩa là lấy cái khối lượng như nhau các em, KClNO3 với KMnO4 để điều chế khí oxy, chất nào cho nhiều khí oxy hơn. Câu A viết phương trình phản ứng và giải thích. Như vậy thì ở đây chúng ta có là câu A, lấy cùng một lượng là hai chất này đúng không nào, chúng ta viết phương trình phản ứng ra. Như vậy thì phương trình phản ứng ta là KClNO3 nhiệt độ tạo thành KCl cộng với oxy, cái đúng nào? Thì đây chúng ta cân bằng 2 với 3 nên là 3 2 thì 2. Ở chỗ đây chúng ta chừa ra một dòng để chúng ta viết số mol nha. Đây tạo thành gì các em? KMn K2MnO O2 thì là O4. C
cộng khí oxy và cộng gì? NO2. Đúng không? Đó. Như vậy thì hai phương trình này người ta đã tiến hành cân bằng rồi. Tìm thấy chúng ta thấy tỷ lệ này, đây 2 thì ở đây là 3, đây 2, đây 1 đúng không nào? Như vậy thì ở đây người ta bảo là lấy cùng một lượng hai chất này để điều chế khí oxy thì chất nào cho nhiều khí oxy hơn, viết phương trình phản ứng và giải thích. Thì để giải thích thì ở đây người ta không có cho cái khối lượng, thì chúng ta giả sử đi. Giả sử như ở đây là lấy 100 g đi nha. Đáng lẽ là giả sử nếu mà tổng quát thì lấy A gam, nhưng mà thầy muốn lấy là 100 gam. Cả hai cái chất tham gia phản ứng. Các em nhá, phản ứng. Như vậy thì ở đây thầy sẽ tính cái số mol của KClO3. Thì khối lượng nó 100 gam, ta lấy 100 gam, ta chia khối lượng mol ở đây. Khối lượng mol ở đây, như vậy thì kali là bao nhiêu em? Kali là 39 à. 39 cộng cho clo. Clo là 35,5 à. Cộng 16 nhân 3. 122,5 nó là khối lượng mol của nó. Như vậy chúng ta lấy 100 chia cho 1225. 122,5. Đây em. Sẽ bằng là 0,82 đi, gần bằng 0,82 à. Được chưa? Còn cái số mol của KMnO4 khối lượng của nó cũng là 100. Kali là cũng là 39. Mangan là 55 các em. Oxy là 16 nhân 4 à. Nó tính là 158 không? Ta lấy 100 chia 158 sẽ bằng là 0, đây em, 0,63 à. Đó. Người ta hỏi là thu được lượng khí oxy nào nhiều hơn, thì giả sử như thầy đặt cái số mol ở đây là 0,82 mol không? Đây 0,63 à. Thì thầy suy ra oxy ở đây. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính ở đây số mol oxy ở đây là bao nhiêu, thì chúng ta lập tỷ lệ. Ví dụ giả sử ở đây chúng ta gọi nó là A mol đi, thì chúng ta nhân chéo lên đây, rồi nhân chéo lên đây. Như vậy chứng tỏ chúng ta sẽ tính ở đây, thì các em sẽ lấy 0,82 nhân 3 chia cho 2 nha. Thầy nói lại này, muốn tính số mol ở đây thì chúng ta sẽ lấy 0,82 đây này, chúng ta nhân lên cho 3 và chúng ta sẽ chia cho 2 nha. Nhân cho 3 bằng chia cho 2. Như vậy số mol đây nó sẽ là 1,23 ha. Còn ở đây tính chỗ đây thì em lấy 0,63, chúng ta nhân ở đây là hệ số đây là 1, nhân 1 chia 2. Như vậy chứng tỏ chúng ta lấy 0,63 chia 2, 0,315 ha. Được chưa? Như vậy thì theo phương trình phản ứng, ứng 1 đi, ta ký hiệu ở đây là phản ứng 1, đây là phản ứng 2 nha. Thì chúng ta thấy là theo phương trình phản ứng 1 thì chúng ta có cái số mol oxy có phải nó bằng 3/2 lần cái số mol của KClO3, và nó sẽ bằng là 1,23 mol nha. Còn theo phương trình phản ứng 2 thì cái số mol oxy nó sẽ bằng là 1/2 số mol của KMnO4, thì nó sẽ bằng là 0,315 mol. Từ đây chúng ta suy ra cái khối lượng của oxy ở phản ứng 1 sẽ bằng 1,23 nhân cho 3,2. Khối lượng oxy của phản ứng 2 sẽ bằng 0,315 nhân cho 3,2.
Có đúng nào? Rồi chúng ta bấm máy tính. 1.23 x 32 là bằng 39,36 gram. Chắc chắn này nhỏ hơn. Nó chỉ có 10,08 thôi. Như vậy thì các em thấy một điều là gì? Khi chúng ta lấy cùng một lượng KCl3 với KMnO4 thì anh nào cho nhiều phiếu oxy hơn? Đó chính là KCl3 nha. Ta kết luận này vậy. Nếu lấy cùng một lượng chất thì chất cho nhiều O2 hơn là KCLO3. Đó. Bài này chúng ta giải dưới dạng tổng quát gọi A gam cũng được em nhé. Nhưng mà thầy muốn cho em thấy. Đấy mới chỉ có câu A thôi em. Chúng ta đi sang câu B nha. Câu B là gì đây? Nếu điều chế có một lượng một thể tích khí oxy thì dùng chất nào kinh tế hơn? Nếu điều chế có một lượng một thể tích oxy thì dùng chất nào kinh tế hơn? Biết rằng giá KMnO4 là 30.000 đồng trên một ký, còn cái anh này là 96.000 đồng trên một ký. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu là dùng lượng thể tích oxy là như nhau ha, thì dùng chất nào kinh tế hơn ha. Như vậy thì để biết được cái dùng anh nào kinh tế hơn á thì chúng ta cũng sẽ lập luận và viết cái phương trình phản ứng nha. Thầy sẽ làm câu B lại cho em xem nè. Ta có cái phương trình phản ứng là KCLO3. Bài này dài ghê các em. Rồi. Như vậy thì ở đây nếu dùng cùng một thể tích oxy thì dùng chất nào kinh tế hơn? Như vậy thì ở đây thì tại vì dùng cùng một thể tích oxy nên suy ra cái số mol oxy cũng bằng với V của oxy. Như vậy thì ở đây thầy lấy là giả sử lấy là một mol oxy cho hai cái phương trình phản ứng ta được. Như vậy đây là một mol oxy đi, đây là một mol oxy, ta suy ra ở đây giùm thầy có phải là lấy 2/3 nhân ở đây một mol thì ra được số mol ở đây ha, là người ta lấy 2 × 1 là bằng 2 mol, đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là cái giá thành thì rồi thầy để cái giá thành ở đây cái theo phương trình phản ứng 1 thì chúng ta có cái số mol của KCLO3 bằng 2/3 số mol của oxy sẽ bằng 2/3 nhân cho 1 thì bằng 2/3 mol. Theo phương trình phản ứng 2 thì cái số mol của KMnO4 sẽ bằng 2 lần nhân số mol của oxy, 2 nhân 1 thì cũng bằng 2 mol. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tính khối lượng của hai này nha. Hồi nãy anh đây ở câu A các em đã tính ra được nó chính là bằng 122,5. Tí tính ra sẽ bằng 2 nhân cho 158 à.
Rồi, ta dùng máy tính tính ra nha. Đấy em, bằng 81,7 đây. Còn đây là 2 nhân 158 bằng là 316 gram. Ha. Như vậy thì các em thấy cái điều gì? Như vậy thì cái giá thành ở đây là gram thì chúng ta đổi ra là kg đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi ra, tại vì ở đây cái giá thành của nó là tính là kg mà các em ạ. 30.000 đồng trên 1 kg. Thì bây giờ chúng ta sẽ đổi cái này ra, lấy này chia cho nghìn hết anh em nha. Như vậy ở đây là không 0,316 kg, còn ở đây là 81,7 chia cho 1.000 thì bằng là 0,0817 kg. Bây giờ chúng ta sẽ tính ra cái giá thành nha, số tiền này cứ 1 kg á, 1 kg của KMNO4 là 30.000 đồng, còn anh đây là 96.000 đồng. Như vậy thì ở đây thầy tính cái số tiền của KCLO3 trước thì bằng 0,0817 nhân đây là 96.000 đồng rồi các em ạ. Nhân là 96.000, ở đây là bằng 7.843 đồng này. Còn cái số tiền của KMNO4 thì nó sẽ bằng là 0,316 nhân là 30.000 à. Nó là 9.480 đồng. Đó. Như vậy thì các em thấy là để mà điều chế nó cùng một cái thể tích của oxy thì theo các em thì các em sẽ thấy là cái anh nào kinh tế hơn? Cái anh KCL3 này là kinh tế hơn nha, tại vì nó rẻ hơn này. Nó có 7.800, anh này tới 9.000 9.400. Đúng không nào? Đó, như vậy thì ta kết luận đây, vậy nếu điều chế cùng một thể tích khí oxy thì dùng KCLO3 điều chế sẽ kinh tế hơn. Đây các em, câu B nè. Thấy không? Rồi. Chúng ta sẽ đi sang bài 27.6 nhé. Rồi chúng ta có bài 27.6. Dùng 3,2 kg khí oxy để đốt cháy khí acetylen. Hỏi với một lượng khí oxy như trên có thể đốt cháy bao nhiêu mét khói khí acetylen? Như vậy thì ở đây em thấy là phương trình đốt cháy của acetylen thì nó chính là C2H2 cộng oxy tạo thành đây CO2 cộng với nước. Đúng nào? Thì nó cân bằng đây 2, thì này 2. Anh này 2 đủ rồi, oxy 2, 2, 4, đây 5, thì đây là 5 phần 2 này các em. Đó, còn các em không thích cân bằng 5 phần 2 thì các em nhân 2 anh đây. Đây 2, 2 là 4, nghĩa là đây. Nếu mà giáo viên không đồng ý thì các em có thể viết lại như thế này. Hạt này. Nha. Thì ở đây nó sẽ là 2, 5, 4 và 2. Được chưa? Nhiệt độ.
Người ta hỏi gì? Hỏi với lượng khí oxy như trên có thể đốt cháy bao nhiêu mét khói khí acetylen điều kiện tiêu chuẩn. Như vậy thì kilogram thì tương ứng mét khói ở đây là được rồi nè. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tính giùm thầy cái số mol của oxy 3,2 chia cho 32. Đó nào. Và đồng thời ở đây chúng ta sẽ nhân giùm thầy cho 1000 nữa nhá. Thì sẽ bằng ở đây là 100 mol. Được chưa? Như vậy thì ở đây là 100 mol. À, thì chúng ta suy ra ở đây là x mol. Ta gọi x là số mol của C2H2 theo phương trình phản ứng. Ta có cái 2 trên x sẽ bằng 5 trên cho 100. Ta lấy x nhân 5 sẽ bằng 100 nhân cho 2. Suy ra x này sẽ bằng là 100 nhân 2 là bằng 200 chia 5 thì sẽ bằng 40 mol. Có đúng không nào? 40 mol. Như vậy người ta hỏi là hỏi thể tích có số mol rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ có là suy ra vậy số mét khối khí C2H2 bị đốt cháy, nghĩa là V của C2H2 này sẽ bằng số mol của nó nhân cho 22,4 tại vì đo điều kiện tiêu chuẩn và chia cho 1000 tại vì ra mét khối nè. Như vậy thì nó sẽ bằng là rồi nó sẽ bằng là 0,896 mét khối. Được nè. Đó. Ok chưa? Bài 27.6 nè em. Do thầy có công việc đột xuất nên thầy sẽ quay ở cái bài 27.7 và 27.8 trong clip thứ 3 nha em nhé. Như vậy thì tới đây thầy xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong clip tiếp theo. Các em có điều kiện thì đăng ký khóa học của thầy nha các em nhé. Cảm ơn các em đã luôn luôn đồng hành và theo dõi kênh của thầy và cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo, tiết số 3. Thầy đánh dấu ở đây nha.